Một chiếc đĩa có thể truyền qua trăm thế hệ vẫn tồn tại. Một số loại phương tiện lưu trữ đã biến mất khỏi tầm mắt từ 20 năm trước, nhưng không phải vì chúng kém bền, mà bởi khi ra đời cách đây 75 năm, tuổi thọ và độ ổn định của chúng đáng tin cậy đến mức không có gì sánh được, mạnh đến mức người dùng thông thường hầu như không cần đến. Vậy băng từ LTO kỳ lạ đến mức nào? Ai cũng biết rằng ổ cứng rất dễ bị tổn hại, không chịu được va đập, không chịu được nhiệt độ cao, thậm chí mất điện còn có thể làm hỏng dữ liệu. Tuy nhiên, băng từ, mặc dù trông có vẻ giống với những cuộn băng từ thời thơ ấu, cũng ghi dữ liệu thông qua đầu ghi lên lớp bề mặt từ tính của giấy băng mềm, lại có độ bền vượt trội. Tỷ lệ ghi dữ liệu chính xác của băng từ đạt mức 125 TB mới xuất hiện một lỗi bay, vượt xa ổ cứng hiện nay hàng nghìn lần. Tuổi thọ của nó chỉ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và có thể lưu trữ dễ dàng trong vòng 30 năm trở lên. Không chỉ vậy, phương thức vận hành đặc biệt cho phép nó đọc ghi dữ liệu tuần tự với tốc độ cực kỳ cao. Điều đáng kinh ngạc nhất là một cuộn băng từ có thể đạt dung lượng hơn 500 terabyte mà giá thành lại rất thấp. Điều này thực sự hữu ích cho những ai cần sao lưu lâu dài các tài liệu quan trọng, nhưng trong vài năm có khi chẳng cần sử dụng đến. Các tài liệu học tập kinh điển nhờ đó có thể được bảo tồn và truyền lại qua nhiều thế hệ.